đây ha, đây là chiếc CB300 hôm bữa ảnh mới mua mình luôn nè đó. Thì ảnh qua mình tưởng anh giỡn thôi, anh xin anh ngồi thử cái con Z9 cái bây giờ anh lụm luôn, nghĩa là mua luôn hai chiếc thượng mình á, mua luôn hai chiếc anh em Z9 nè, mới kèn luôn đó anh em thấy chưa, anh em thấy cái độ mới của nó chưa, thì anh lụm luôn Z9 luôn, có nghĩa là mua hai chiếc rồi nha anh em. Thì anh em hiểu là anh em ở đây chơi như thế nào rồi đó. Rồi anh thấy chưa đó, đó đây là CB300 nè, anh mua dính xe này anh cọc vào nha, anh ngồi nữa mà anh chốt nữa là chết à. Xíu để lấy còn thôi, em chạy qua luôn, hai anh em chạy hai xe về luôn. Ý là anh ngồi nữa là anh chốt nữa đó. Hồi nãy leo lên ngồi thôi tự nhiên chốt luôn á. Đó, CB mới rửa luôn á. Thấy dơ dơ quá, rảnh rảnh ngồi xịt rửa luôn đây. CB300 trước anh mua mình nè. Đẹp không? Giờ lụm thêm con Z9 nữa. Đi rút tiền luôn, làm nhanh gọn lẹ luôn hả? Thì giấy tờ thì để em làm xong rồi anh ra anh ký nha. Làm xong rồi anh hẹn ra ký như con CB300 thôi. Đơn giản thôi. Rồi chứ đây là tổng cộng là như cho cũng có phải nè. Quên. Đó. Chơi game nhiều quá. Chơi game tới hai bên. Đấy cảm nhận được. Nó bao nhiêu anh em mơ ước luôn á. Có con một máy rồi có thêm con bốn máy nữa. Ơi. Bao nhiêu anh em mơ ước. Rồi cái gì chứ? Rồi đem tiền anh đi. Ngày nào có em gái giả đi rồi, có. Kiểu gì là có em gái là giả đi. Có không? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa nữa. Kiếm em gái là 25 tuổi được à. Cứ trẻ quá không đi đếm tiền mà anh. Đó, xuống tiền luôn nè anh em. Hồi nãy anh tưởng em tưởng anh giỡn. Anh biết qua chốt đâu. Tài quá. Xe này anh chưa chốt qua chừng ổng ngồi lên ổng thấy hai máy là ổng chốt luôn cho đủ bộ á. Chốt luôn đủ từ một máy đến hai máy luôn, bốn máy rồi, nhà bữa ông quốc chiếc MT09 nữa là ba máy nữa đủ luôn á. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip đó. CB300 cũng rất là đẹp nha anh em, con này là có ghi đông carbon nè, bảo vệ các nước rồi cổ titan rồi này nọ nè anh em đó. Này mua ảnh chạy bữa giờ anh chạy CB300 lên nhiều chưa? Chạy đổ đầy mình giờ. Đổ đầy mình tới giờ là chưa, gọi là chưa đổ lại đúng không? Là qua lụm thêm Z9 rồi. Đó. Ủa cái chìa khóa Vinh là hôm qua em bỏ đâu đây nè. Thấy không? Em thấy không? Hôm qua chủ xe mới đem mới ổng mới đem qua luôn á. Em coi rớt ở đây em nhận. Đây nè, đây nè. Đây nè. Mới đem qua chủ xe mới đem qua coi thử đủ đúng không? Đó. Chủ xe là chơi ở đây lâu rồi. Chủ xe là chơi với bên mình lâu lắm rồi. Nhớt là thay rồi nha. 300V 2 triệu mới thay. Rồi vỏ sao là thay luôn rồi. Là vậy chỉ chạy thôi, không làm gì hết á. Tôi đang về bữa rồi. Một máy mà. Còn con này là cũng là nhớt thay rồi luôn nè. Con này là chuẩn bị mình chở đi cái giấy đó nè. Thấy chưa nè. Mấy con này dễ coi nhớt lắm thấy không. Nhớt trong queo rồi nè. Thấy chưa. Nói chung là cảm ơn những anh em mà đã để xe lại á. Nói chung là mấy anh em chơi đây anh em rất là đỉnh. Chung là không phải là chạy đa số tâm lý người ta bán xe anh. Là ta đi đúng ấy là người ta bán. Nhưng mà mấy anh em ở đây thì người ta đi chơi xe, người ta giữ gìn, người ta để lại cho anh em sao. Người ta nói chuyện đó dễ thương. Con xe giờ chỉ chạy thôi. Giờ mình đi ký con này và mình giải quyết giấy tờ hai con này luôn. Con này mới ký xong mà. Một con kia nữa. Rồi giờ con này nữa. Rồi ok anh em. CB300 được cái nó tiết kiệm. Nó thoải mái, nó nhẹ. Chứ bây giờ anh cầm con Z9 mà anh đi lại hàng ngày đâu có tiện đâu. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi ký giấy nha. Bye bye.
Rồi, bây giờ vé 650 là anh lụm luôn nha. À, bây giờ mình vô tiết mục vậy thi. Tiết mục là giao lưu. Giao lưu ăn uống. Giao lưu uống nước trà thôi, anh em mình hiền mà, uống nước trà thôi. À, anh em thấy không? Về cái độ đẹp của con xe. Cái này là quay lên cho anh em tìm YouTube coi luôn. Đó. Hồi nãy mà anh kia lên sớm, anh kia ngồi luôn, con này là anh hốt rồi. Có khả năng luôn á, đúng không anh? Đúng rồi. Anh còn không nghĩ là ông kia hốt luôn á. Để ở đâu á? Để ở đâu á? Vỏ nè anh em. Tự mua cà phê qua tự giao lưu á. Ừ. À, tính ra sáng là anh qua anh chơi luôn á. Đúng là bữa nay khách là còn là kiểu như là anh em nói anh em nghe, bữa nay là qua chơi thôi đó. Có nghĩa là mình với tiêu chí là anh em qua chơi giao lưu thôi, qua sau hai em lụm hết luôn. Qua chơi mà lượm cái này không biết khi nào mà qua mua xe thì qua mua xe là mua luôn, mình nhượng lại luôn. Nhượng lại chỗ này luôn. À đẹp. Z650 á thì nói chung anh em á thì con này nó lành, nó mạnh nha, nói sơ sơ cho anh em nó lành và nó mạnh. À, với lại một phần là nó tiết kiệm nhớt và nó tiết kiệm xăng. Lúc nói mới lấy nó về á thì mình cũng không có nghĩ là nó tiết kiệm nhớt và tiết kiệm xăng đến như vậy đó. Một phần là nó là hai máy và một phần á là cũng hai máy luôn, nhưng đảm bảo anh em con MT03 nó ăn hơn con này. Đó là vậy đó. Còn con này là có ABS và phanh đĩa đôi rất là ok. Chỉ một cái là những anh em đam mê tiếng hầm hố 4 máy thì nó sẽ không đáp ứng được cho anh em nha. Tại vì nó có 2 máy thôi. Và cái giá đáng chơi nhất bây giờ thì con này là rẻ nhất rồi. Rất là rẻ và dễ chơi và phụ tùng cũng dễ thay thế luôn, không có gì khó. Trừ khi anh em chạy gắt thôi thì nó mới khó thôi. Đó. Rồi lấy xe luôn anh. Lên luôn. Rồi dắt chiếc MT ra cho anh em. Đó, rồi đó, nói sơ sơ anh em chơi giao lưu, anh em chơi vui vậy thôi. Rồi chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ nha anh em. Bye bye. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại. Và bây giờ là tiết mục của anh em tụi tôi. Bye bye.